Mến chào các em học sinh yêu quý. Tiết học ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tác phẩm Câu cá mùa thu của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Như chúng ta cũng đã biết, mùa thu vốn dĩ là một trong những cái đề tài quen thuộc trong thơ ca Việt Nam. Và thu thì thường mang đến cho thi sĩ những cái nỗi buồn man mét, gợi nhớ hay là tiếc nuối về một điều gì đó xa xôi, đầy bí ẩn. Dường như không ai vô tình mà không nói đến cảnh thu, tình thu khi đã là thi sĩ. Và đến với Nguyễn Khuyến thì chúng ta sẽ thấy được điều đó. Cảnh thu trong thơ của ông không phải là một mùa thu ở bất cứ miền nào, mà thời nào, mà mùa thu ở đây chính là mùa thu của quê hương, của vùng đồng bằng Bắc Bộ lúc bấy giờ. Chỉ với cái bầu trời xanh ngắt trong bài Thu Vịnh, với cái nước trong veo của ao cá ở bài Thu Điếu, hay là cái lưng dậu phất phơ màu khói nhẹt, làn eo lóng lánh bóng trăng loe trong bài Thu Ẩm, Nguyễn Khuyến đã làm say đắm biết bao nhiêu thế hệ yêu thơ ca. Và khi nhận xét về bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến thì Xuân Diệu từng viết: bài thơ Thu Vịnh là có thần hơn hết, nhưng ta vẫn phải nhận bài thơ Thu Điếu là điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam. Đó là cái nhận xét rất là công tâm của nhà thơ Xuân Diệu. Vậy thì rõ ràng bài thơ không chỉ là cái bức tranh thiên nhiên, mà nó còn ẩn chứa bên trong cái tâm sự yêu nước, u hoài trước sự thay đổi của thời cuộc. Vậy thì để làm rõ hơn về cái nhận định của nhà thơ Xuân Diệu, cũng như là thấy rõ được cái nội dung của bài Câu cá mùa thu, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vào bài đọc ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chung trong cái phần sách giáo khoa của các bạn, đó là tiểu dẫn ấy, tìm hiểu đôi nét về tác giả và tác phẩm. Chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ tìm hiểu về tác giả. Về tác giả Nguyễn Khuyến, chúng ta cần lưu ý những cái điểm như sau. Chúng ta thấy rằng là Nguyễn Khuyến thì sinh năm 1835 và mất năm 1909. Sinh ra ở Nam Định nhưng lớn lên và sống chủ yếu ở xã Yên Độ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, Nguyễn Khuyến đã gắng học để đỗ đạt làm quan. Và đúng là trời không phụ lòng người, ông đều đỗ đầu ba kỳ thi là kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Nên chính vì thế mà được người dân ưu ái gọi với cái tên đó là Tam Nguyên Yên Độ. Yên Độ chính là cái xã nơi ông mà đang lớn lên và sinh sống. Còn Tam Nguyên có nghĩa là đỗ đầu ba kỳ thi. Thế nhưng mà cái thời của Nguyễn Khuyến thì nó là cái thời đại mà khủng hoảng toàn diện về cái hệ tư tưởng này, văn hóa, nho học, hệ tư tưởng chính thống thì đã bị sa sút, sự xâm lược của thực dân Pháp và sự xâm lấn của văn minh Tây Phương. Vì thế mà ông làm quan khoảng được 10 năm dưới triều nhà Nguyễn, sau đó là cáo quan về quê dạy học và sống một cuộc sống thanh bạch quê nhà. Vậy thì qua những cái ý mà cô vừa mới cung cấp cho các bạn, chúng ta có thể thấy Nguyễn Khuyến là một con người tài năng, có cốt cách thanh cao, yêu nước, thương dân. Về cái phần sự nghiệp thì chúng ta lưu ý những điểm như sau. Đóng góp lớn cho nền văn học dân tộc, mảng thơ nôm viết về làng quê, thơ trào phúng. Nội dung trong thơ của ông đó chính là những cái tác phẩm viết về tình yêu quê hương đất nước, gia đình, phản ánh cuộc sống của những con người khổ cực, thuần hậu, chất phép, châm biếm đả kích thực dân, tầng lớp thống trị, bộc lộ tấm lòng yêu ái với dân, với nước. Và qua đây thì chúng ta cũng có thể kết luận được là Nguyễn Khuyến là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Bởi vì trong văn học trung đại Việt Nam có rất ít những tác phẩm viết về đề tài nông thôn, những hình ảnh quê hương rất là mờ nhạt. Phải đến Nguyễn Khuyến thì lần đầu tiên trong cái đời sống nông thôn Việt Nam mới thực sự đi vào văn học. Ông viết nhiều về thiên nhiên với ngòi bút ấm áp, bình dị là bởi vì Nguyễn Khuyến đã gắn bó với lại cái người dân ở làng quê, chia sẻ với họ những cái đắng cay, khổ cực, ngày của ngày hạn, năm lũ, mất mùa đói kém. Cho nên là những vần thơ của ông rất là chân thực, mới mẻ về cái cuộc sống sinh hoạt của người nông dân. Nguyễn Khuyến đã trở thành nhà thơ của làng thơ, làng cảnh Việt Nam. Đó chính là cái nhận định mà các bạn cần lưu ý. Vậy về cái phần tác giả, các bạn ghi cho cô ba ý chính. Nguyễn Khuyến là bậc túc nho tài, có cốt cách thanh cao, có lòng yêu nước, thương dân, nhưng lại bức trước thời cuộc.
Ông được mệnh danh là nhà thơ của dân tình làng cảnh Việt Nam. Nguyễn Khuyến sáng tác cả thơ, văn, câu đối, nhưng thành công hơn cả vẫn là thơ, cả thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm. Các bạn nhớ cho cô ba ý sau. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ về tác phẩm. Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu về xuất xứ. Câu cá mùa thu nằm trong chùm thơ Thu gồm có 3 bài thơ của Nguyễn Khuyến, đó là Thu Vịnh, Thu Điếu, Thu Ẩm. Cô có đọc một vài câu trong cái phần dẫn dắt mở đầu. Về hoàn cảnh thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là sống trong một cái thời đại bị khủng hoảng toàn diện về hệ tư tưởng cũng như là văn hóa. Nên chính vì thế mà ông đã cáo quan về ở ẩn để giữ cho cái cốt cách của mình được thanh cao trong sạch. Đề tài ở đây chính là về mùa thu. Và đây sẽ là cái văn bản câu cá mùa thu. Cô sẽ đọc qua một lượt để các bạn dễ dàng hình dung được cái thể thơ cũng như là cái nhịp điệu của bài thơ. Tao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo eo, sóng biết theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp đậu dưới chân bèo. Cô vừa đọc xong cái bài thơ Câu cá mùa thu. Đây là một bài thơ được viết theo thể thơ Thất ngôn bát cú đường luật. Nhịp thơ là nhịp thơ 4-3, nó theo một cái nhịp thơ nói về tâm trạng của chính nhà thơ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn. Qua cái phần bố cục của bài thơ, một bài thơ đường luật thì chúng ta thường tìm hiểu đó là hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận và hai câu kết. Vậy thì ở trong bài này cũng vậy, nhưng nó sẽ có đôi nét khác một chút. Ở ba cái phần 1, 2, 3 cô đã chiếu trên màn hình: mùa thu trên mặt nước, mùa thu theo lá vàng bay, mùa thu với trời cao ngõ sông. Chúng ta có thể ghép 6 câu thơ đầu, đó chính là cái cảnh thu. Cảnh thu nó cũng ẩn chứa bên trong đó cái tâm trạng của nhà thơ, nó đan xen, nó song song với nhau. Thế nhưng bên cạnh đó, hai câu thơ cuối, hai câu thơ kết chính là bộc lộ, bày tỏ rõ nét nhất cái tâm trạng của nhà thơ. Nên khi chúng ta đã đi tìm hiểu đề thực luận thì chúng ta sẽ có một cái kết luận về cái cảnh thu trước và sau đó chúng ta sẽ đến cái tình thu ở hai câu kết. Về cái bố cục nó hơi có một cái sự khác so với bài thơ tự tình mà chúng ta đã học theo cái kiểu đề thực luận kết của phần thơ Thất ngôn bát cú đường luật. Và đây là một số những cái hình ảnh trước khi đi tìm hiểu về cái nội dung của bài thơ. Cô cho các bạn xem những cái hình ảnh này để các bạn có thể dễ dàng hình dung những cái đặc trưng cảnh thu ở làng quê Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 La Mã, đó là đọc hiểu văn bản. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hai câu đề mùa thu trên mặt nước. Ở trên màn hình cô đã cho các bạn cái câu dẫn. Câu dẫn này để làm gì? Đó là để các bạn sẽ gắn kết, mở ra cái bố cục để phân tích hai cái câu đầu tiên. Và các bạn nhớ là ghi chép đầy đủ cho cô nhé. Các bạn có thể dẫn dắt vào hai câu thơ đề để nó không có quá là khô khan mà nó sẽ có mạch cảm xúc. Nếu như ở trong bài Thu Vịnh, mùa thu được Nguyễn Khuyến đón nhận từ cái không gian thoáng đãng, mênh mông bát ngát, với cặp mắt hướng thượng khám phá dần các tầng cao của mùa thu để thấy được trời thu xanh ngắt mấy tầng cao. Thì ở trong bài Thu Điếu, trong cái bài ngày hôm nay, nhà thơ sẽ không tả mùa thu ở một cái khung cảnh thiên nhiên rộng rãi, không gian là mùa trời thu, rừng thu hay là hồ thu, mà nó chỉ gọn nhẹ trong cái ao thu. Đầu tiên là chúng ta sẽ để ý cho cô câu thơ thứ nhất: ao thu lạnh lẽo nước trong veo. Không gian ở đây là cái không gian ao thu. Đây là một cái không gian nhỏ, hẹp nơi làng quê. Bởi vì với cái thơ của Nguyễn Khuyến thì chúng ta thường bắt gặp
trong thơ của ông rất là nhiều. Nói đến eo là nói đến một cái gì đó rất là gần gũi, thân quen, bởi vì tâm hồn của Nguyễn Khuyến luôn bình dị, chân thành với hồn quê. Ở trong không gian eo thu này, đầu tiên đó là Nguyễn Khuyến đã cảm nhận cái sự lạnh lẽo bằng cái xúc giác. Lạnh lẽo tỏa ra từ mặt nước hay là từ cái tiết thu, có nghĩa là trời thu, nên là cái không gian nó tĩnh lặng, hiu hắt. Không khí này là một cái không khí đặc trưng của mùa thu. Tiếp theo tác giả cảm nhận về cái hình ảnh đó là bằng thị giác, cái hình ảnh nước trong veo. Ở đây là chỉ cái độ sâu trong trẻo, phẳng lặng, thanh sạch, độ để nó làm nổi bật lên cái vẻ đẹp trong trẻo tĩnh lặng của ao thu cũng như là cái chiếc gương lớn. Vậy thì rõ ràng chúng ta đã từng nghe cái câu thơ của nhà thơ Nguyễn Du từng nói đấy: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Ở trong này vốn dĩ cái hình ảnh thiên nhiên được xuất hiện đó là ao thu, nó lạnh lẽo, nó trong veo. Lạnh lẽo ở đây có thể thấy được cái sự cô đơn, nên là tác giả mới cảm nhận được cái tiết trời se lạnh của mùa thu. Không những thế, cái hình ảnh độ trong veo của nước, của ao thu ấy, nó là cái hình ảnh ẩn dụ để nói lên cái sự cốt cách thanh cao, cái tấm lòng của chính nhà thơ. Nên chính vì thế các bạn cần nhớ cái hình ảnh về cảnh thu nó luôn đan xen một chút gì đó về cái tình cảm của chính tác giả. Tiếp tục là xuất hiện cái hình ảnh cảnh vật của chiếc thuyền câu. Thế nhưng đặc trưng của cái chiếc thuyền câu này cũng vô cùng đặc biệt. Đầu tiên đó là các bạn thấy rằng số lượng một chiếc thuyền câu nó chỉ sự ít ỏi. Cái thứ hai là về đặc điểm của nó, bé tẹo teo. Rõ ràng chúng ta thấy này, tính từ bé lại kết hợp với lại cái vần eo trong cái từ lái tẹo teo, cho thấy được cái không gian nó bị thu hẹp dần trong tầm mắt của người đi câu, và cụ thể chính là tầm mắt của Nguyễn Khuyến. Cảnh vật như co lại nhỏ bé trước cái lạnh của mùa thu. Điều này càng làm nổi bật lên cái sự cô đơn của chính tác giả. Vậy thì ở trong cái hai cái câu thơ này, chúng ta thấy được một cái không gian tĩnh lặng, nhỏ bé, trong trẻo, nó phù hợp với lại cái thời gian khi vào thu. Cùng với cái nghệ thuật tăng tiến, không gian nhỏ hẹp, ao thu, và kết hợp với lại một chiếc thuyền câu bé tẹo eo, đã cho thấy được cái sự cô đơn, lạc lõng của chính tác giả. Hai câu thơ này chúng ta có thể tiểu kết như sau. Hai câu thơ đã vẽ nên một cái cảnh sắc rất riêng biệt, mộc mạc, đơn sơ, trong trẻo của mùa thu Bắc Bộ, và những nét vẽ đặc trưng của khí thu, chất thu và cái lạnh, sự tĩnh lặng, hình ảnh thơ bình dị, thân thuộc. Không những thế còn thể hiện được cái hồn của mùa thu, còn thể hiện được cái hồn của cuộc sống nông thôn xưa. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu sang hai câu thực. Ở đây là mùa thu theo lá vàng bay. Cô nhắc lại một lần nữa, ý đồ của cô đó là cô để cái câu dẫn để các bạn có thể kết nối giữa hai câu đề với hai câu thực nếu như trong bài phân tích. Cho nên là các bạn nhớ ghi cái câu dẫn này vào cho cô. Câu dẫn cô dùng ở kết nối hai câu đề với hai câu thực đó là tác giả đã tiếp tục những cái nét vẽ về mùa thu với hình ảnh sóng biếc gợn thành hình, lá vàng rơi thành tiếng, gợi cái vẻ tĩnh lặng của mùa thu. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Ở hai cái câu này thì chúng ta sẽ chú ý cho cô đó là điểm nhìn. Từ mặt ao thì thi nhân đã nhìn ra xung quanh và bắt gặp cái hình ảnh sóng thu, gió thu và lá thu. Đây là tất cả những hình ảnh đặc trưng trong thơ của Nguyễn Khuyến và cũng là cái đặc trưng của mùa thu ở miền Bắc Bộ. Đầu tiên chúng ta thấy cái hình ảnh sóng, cảnh vật sóng. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí. Sóng biếc ở đây chính là cái màu xanh. Tại sao lại nó có màu xanh? Bởi vì các bạn thấy rằng là khi mà cái cây cỏ này, trời đất bao quanh nó phản chiếu xuống cái mặt nước đang gợn sóng, thì cái làn sóng đấy nó trở thành màu xanh biếc, mà nó hơi gợn tí, có nghĩa là sự chuyển động theo quán tính rất nhẹ nhàng, gió nhẹ,
sóng cũng gợn nhẹ. Đây là một trong những cái nhìn tinh tế của Nguyễn Khuyến để thấy được cái không gian ở đây là một cái không gian vô cùng tĩnh lặng. Cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Đây có lẽ là một trong những cái hình ảnh vô cùng đặc biệt của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Lá vàng thì rõ ràng chúng ta thấy bình thường thôi, nó chỉ về cái đặc trưng của mùa thu. Khi mùa thu đến thì chuẩn bị thay cho mình một cái màu áo mới để chào đón những cái mầm non sức sống của mùa xuân. Nên buộc những cái chiếc lá này nó phải làm sao đây các bạn? Nó phải rơi đi, nó phải thay đổi. Nên chính vì thế lá vàng rơi là một trong những cái hình ảnh đặc trưng của mùa thu, không có gì để bàn cãi. Thế nhưng trong này đó là sự kết hợp từ lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái vèo này là chỉ một cái tốc độ bay rất là nhanh và biến mất. Dường như nó không phù hợp với lại cái từ chỉ mức độ là khẽ đưa trước đó. Thế nhưng mà có thể thấy cô vẫn luôn nhấn mạnh với các bạn, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Phải chăng đây chính là cái tâm trạng về thời thế của nhà thơ? Thời thế thay đổi quá nhanh, thoáng chốc non sông đã rơi vào tay của kẻ thù. Nên chính vì thế mà tác giả mới cảm nhận cái thời cuộc nó thay đổi nhanh quá. Và tâm trạng này cũng giống như tâm trạng của nhà thơ Tản Đà khi ông cảm nhận vèo trong lá rụng đầy sân. Rõ ràng hai cái trạng thái cảm xúc này nó đều giống nhau. Đó là chỉ cái sự mà bất mãn về thời cuộc thay đổi quá nhanh. Chỉ trong phút chốc non sông đã trở biến thành của giặc, của quân thù. Nên chính vì thế cái động từ vèo này đã cho chúng ta thấy được cái tâm trạng của chính nhà thơ. Đó là một cái tâm trạng mà các bạn thấy rằng là vừa ngạc nhiên nhưng cũng đồng thời ẩn sâu bên trong đó là sự bất lực, không thể làm gì được. Và đây cũng là một trong những cái điểm xuyết trong bức tranh của Hồn Quê, của cái bức tranh mà về mùa thu. Bên cạnh đó thì chúng ta cần chú ý đó là phép đối. Sóng biếc với hơi gợn tí, lá vàng khẽ đưa vèo. Trong này nó giàu cái chất tạo hình, vừa tạo ra một cái bức tranh có cái sắc thanh nhã, có xanh, có vàng, nhưng cũng vừa gợi được cái sự uyển chuyển sinh động. Và đặc biệt trong này đó là cho thấy được cái sự thay đổi về cái thời cuộc các bạn. Nó thay đổi quá là nhanh chóng, làm cho tác giả cảm thấy ngạc nhiên, và đi từ ngạc nhiên đó là sự bất lực, không biết làm gì. Vậy thì ở hai câu thơ này các bạn có thể tiểu kết cho cô như sau. Hai câu thơ thực với cái hình ảnh thơ bình dị, thân thuộc với thủ pháp nghệ thuật lấy đậm tả tĩnh, không chỉ thể hiện cái hồn của cảnh thu mà nó thể hiện cái hồn của cuộc sống ở nông thôn xưa. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang hai câu luận. Mùa thu với trời cao ngõ sâu. Lúc này chúng ta thấy rằng không gian bức tranh mùa thu đã được mở rộng ra về chiều cao và cả độ sâu, với cái nét đặc trưng của cảnh thu ở đồng bằng Bắc Bộ. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Và ở trong này thì các bạn nhớ cho cô đó là cái điểm nhìn đã có sự chuyển từ cao xuống thấp, từ xa tới gần. Và cái nghệ thuật đối rất là chỉnh nên đã thấy được cái vẻ đẹp của cảnh thu trong không gian rộng mở. Ở trong này thì các bạn để ý cho cô đó là đầu tiên là tầng mây lơ lửng. Từ lấy giàu sức tạo hình, mây xếp thành tầng ở một cái độ cao lưng chừng, chuyển động nhẹ, lững lờ trôi. Và như cô cũng đã nhấn mạnh ở hai cái phần phân tích trước, đó là rõ ràng chúng ta thấy rằng là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, Nguyễn Du đã từng viết. Vậy thì rõ ràng ẩn sâu đằng sau cái đám mây lơ lửng đó có thể là tâm trạng của tính chính tác giả. Với một cái thời cuộc mà các bạn thấy rằng là nó nhiều những cái thay đổi bất ngờ, nên chính vì thế mà nhà thơ đã có những cái trăn trở.
Ông muốn giữ cho cái tâm của mình được thanh cao, cốt cách trong sạch. Nhưng đồng thời bên cạnh đó thì ông cũng mong muốn để làm gì đây? Ông mong muốn được ra giúp ích cho nhân dân. Nên chính vì thế mà tâm trạng của ông vẫn còn nhiều những suy tư trăn trở, vẫn còn bồng bềnh như những đám mây trôi lững lờ. Tiếp tục cái hình ảnh trời thu xanh ngắt. Xanh ngắt ở đây là một cái màu xanh đậm, và cái hình ảnh về màu xanh chúng ta đã bắt gặp rất nhiều ở trong cái bài thơ từ đầu đến giờ. Đây là một trong những cái hình ảnh tả cái hồn của bầu trời mùa thu Bắc Bộ, cao xa vời vợi, trong xanh, thoáng đẹp. Và những cái màu xanh mà khi chúng ta bắt gặp, chúng ta cảm nhận ấy, nó đều là những cái thứ, cái gam màu nhẹ nhàng, là những cái gam màu mà thể hiện được cái niềm hy vọng, hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Tiếp tục chúng ta thấy ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Ngõ trúc quanh co, ngõ trúc ở đây đó là sự uốn lượn, là sự kéo dài, là một cái độ sâu hun hút vào trong làng, trong xóm. Và đây cũng là một trong những cái hình ảnh đặc trưng của làng quê Bắc Bộ ở Việt Nam. Hai bên đường luôn là những cái hàng tre, hàng trúc bao quanh những ngôi làng. Nó như là những người dũng sĩ bảo vệ những ngôi làng này vậy đấy các bạn. Và khi mà chúng ta đọc đến đây thì lại một lần nữa chúng ta thấy rằng là có lẽ cái sự quanh co đây cũng chính là cái uẩn khúc trong chính cái tâm trạng của tác giả. Quanh co ở đây chính là cái nỗi niềm đang còn vướng bận, âu lo cho nước, cho dân của Nguyễn Khuyến. Khách vắng teo, ngõ vắng đến tột cùng, không một bóng người qua lại, đã khắc sâu vào cái sự bình yên, quạnh quẽ của không gian, nỗi buồn hắt hiu của lòng người. Nhưng mà chính vì thế chúng ta cũng thấy rằng là ở đây là hiện lên một cái nỗi niềm, tâm trạng của chính tác giả. Bởi vì sao? Trong một cái thời cuộc nó biến động, nó loạn lạc, nó thay đổi như vậy mà tác giả vẫn cảm thấy cô đơn là bởi vì không có được cái người đồng hành cùng mình. Nên chính vì thế nhìn đâu cũng thấy cái sự cô đơn, thấy được cái sự lạc lõng trong chính cái tâm trạng của mình. Và tóm lại, ở trong hai câu thơ luận này, chúng ta có thể tiểu kết lại như sau. Bức tranh đã vẽ nên những cái nét vẽ đơn sơ, mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế. Cảnh thu có sự thống nhất giữa động và tính, thoáng một chút nỗi buồn cô tịch, tâm trạng thì u uẩn của nhà thơ. Vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng là ở sâu bên trong những cái hình ảnh về thiên nhiên, về cảnh thu đặc trưng của mùa thu ở Bắc Bộ thì vẫn là cái tâm trạng u uất, vẫn là cái tâm trạng cô đơn, lạc lõng, trăn trở của chính nhà thơ Nguyễn Khuyến. Vậy thì sau khi phân tích xong 6 cái câu thơ đầu tiên thông qua những cái đề mục, đó là hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận, thì chúng ta có thể kết luận như sau. 6 câu thơ đầu đã tái hiện được cái nét rất riêng của mùa thu ở đồng bằng Bắc Bộ. Cảnh vật thì trong veo, thanh tĩnh. Và trong này thì các bạn thấy rằng là trong là trong của cái nước ao. Thanh ở đây có nghĩa là cái sắc xanh, cái sắc vàng dịu nhẹ, đường nét thì đơn sơ, mộc mạc. Tĩnh là cái tĩnh lặng, sóng ngợn nhẹ, gió nhẹ, khách vắng. Vậy thì tóm lại trong 6 câu thơ đầu, bài thơ Câu Cá Mùa Thu ấy, chúng ta thấy được đã gợi nên một bức tranh hết sức độc đáo với những cái điệu xanh. Xanh ao, xanh bờ, xanh sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo. Kết hợp với lại cái màu vàng của lá khẽ đưa vèo đã tạo nên một khung cảnh mùa thu xanh tươi, một khung cảnh mà tĩnh lặng nhưng cũng đượm buồn. Và đây cũng chính là cái cảm nhận tinh tế thể hiện được cái tình yêu quê hương đất nước của Nguyễn Khuyến. Các bạn sẽ tiếp tục chuyển sang hai câu thơ cuối cùng, hai câu kết để nói về cái tâm trạng của nhà thơ. Lúc này hình ảnh của con người đã được xuất hiện và cái tâm trạng nó cũng được bày tỏ rất là rõ nét ở trong hai câu thơ cuối này. Câu dẫn mà cô muốn gửi tới các bạn đó chính là như sau. 6 câu thơ đầu là sự miêu tả về cảnh vật, về mây trời, non nước, mùa thu. Thì đến hai câu thơ kết chúng ta thấy được sự xuất hiện của con người. Cái ý vị nhất của bài thơ Thu Điếu là nằm ở trong hai câu thơ cuối.
Tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái tư thế của nhà thơ tựa gối, đây không phải là một cái tư thế mà các bạn thấy rằng là tư thế của những người có cái tâm trạng vui vẻ khi đi câu để giải trí, mà ở đây là một cái tư thế tựa gối. Cái người đi câu như thu mình lại với cái dáng vẻ đầy suy tư, đi câu cá, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong là những cái nỗi niềm cô đơn, lạc lõng và nhất là cái suy tư trăn trở về cuộc đời, về thời cuộc. Hành động buông cần, các bạn thấy rằng khi mà đi câu thì người ta sẽ luôn đặt trọn cái tâm thế của mình vào trong cái cần câu cá đó để tập cho mình một cái sự nhất định á. Có nghĩa là chúng ta tập cái độ tập trung cao độ. Thế nhưng cái hành động buông cần có nghĩa là thể hiện một cái nhìn. Ở đây chính là tác giả không tập trung vào vấn đề đi câu. Đi câu nhưng không phải là để câu cá, mà để làm gì? Để phiêu vào trong những cái cảnh của mùa thu, và đồng thời cũng là để suy nghĩ trăn trở về chính cái thời cuộc. Người đi câu quên lãng cái việc câu cá, buông cần ở đó thôi, nhưng mà đang còn trăn trở, đang còn suy nghĩ. Đi câu dường như chỉ là cái cớ thôi, thân nhàn nhưng mà tâm không nhàn. Câu này rất là rõ đối với lại những cái nhà nho thời bấy giờ. Rõ ràng chúng ta thấy rằng cái tâm trạng ở đây đang là suy tư về thời thế, về con người. Cô nhắc lại một lần nữa, đó là về cái thời cuộc. Lúc này thời thế đang bị khủng hoảng trầm trọng, và tất cả các bạn thấy rằng là cái hệ tư tưởng này, chính thống đã bị sa sút, sự xâm lược của thực dân Pháp và sự xâm lấn của văn minh Tây Phương nên đã làm cho con người càng cảm thấy bất an. Và chính vì cái sự bất an đó nên nó càng thể hiện cái buồn đau, cái bất lực trước thời cuộc nước mất nhà tan. Thoáng chốc đất nước đã rơi vào tay giặc. Nên chính vì thế mà các bạn thấy rằng là đã ngời sáng lên một cái vẻ đẹp của một bậc tri thức, tâm hồn thanh cao, lãnh tục. Thế nhưng mà ý thức thì vẫn luôn có sự trách nhiệm với lại cá nhân, luôn suy nghĩ về tương lai, về vận mệnh của đất nước. Và rõ ràng ở trong này chúng ta nhớ cho cô là cái sự suy tư của tác giả, chứ không phải là đi thư giãn để mà đi câu cá. Ở câu thơ cuối cùng, đầu tiên chúng ta để ý cho cô, cái từ đâu nó được hiểu theo hai nghĩa. Cá đâu có nghĩa là không có, hoặc là có nghĩa thứ hai đó là đâu đó cũng có cá. Thế nhưng mà tất cả hai nghĩa này đều cho chúng ta thấy được rằng là tác giả không hề quan tâm đến cái việc câu cá. Nên chính vì thế khi mà cá đớp động, có nghĩa là cá chuẩn bị cắn câu, thì cái âm thanh đó làm cho tác giả giật mình. Cá đâu đớp động dưới chân bèo. Âm thanh nó quá nhỏ, không đủ để khuấy động cái ngoại cảnh, nhưng mà vẫn làm cho chúng ta thấy được rằng là cái sự giật mình, thức giấc của chính tác giả. Ở đây nó như là một cái âm thanh vang vọng, như là một cái âm thanh kêu gọi của chính thiên nhiên đối với lại tác giả. Kêu gọi cái gì? Âm thanh đó cho chúng ta thấy được cái sự bất ngờ, chợt tỉnh ra, nhận ra về thời thế, về sự bất lực, và đặc biệt quan trọng hơn cả đó là sự bế tắc của chính bản thân. Lánh đời thoát tục thế nhưng mà vẫn không nguôi nghĩ về đất nước. Phải chăng cái tiếng động đó chính là cái sự thúc giục tác giả hãy nhanh chân lên để ra giúp nước cứu dân. Nên chính vì thế qua hai câu thơ cuối này chúng ta thấy được rằng là tác giả vẫn mở ra một cái không gian tĩnh lặng. Người đi câu thì trầm ngâm, chất chứa nhiều suy tư. Qua đó thấy được cái tấm lòng yêu nước thầm kín tha thiết của Nguyễn Khuyến. Và chuyển sang phần ba la mã, đó là phần tổng kết. Về nội dung thì chúng ta cần nhớ cảnh sắc mùa thu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được mở ra theo chiều hướng mang vẻ đẹp thanh sơ trong trẻo. Qua đó thấy được cái tình yêu quê hương, thiên nhiên gắn bó với quê hương của tác giả.
đồng thời thấy được tâm hồn thanh cao, cuộc đời thanh bạch, qua đó thấy được cái tâm trạng u uất, nỗi đau về thời thế, thời cuộc. Về nghệ thuật thì chúng ta có thể thấy bài thơ mang đậm cái màu sắc cổ điển, vừa về đề tài này, thể thơ, bút phép, tả cảnh ngụ tình, nghệ thuật lấy động tả tĩnh. Bài thơ có sự cách tân đổi mới theo hướng dân tộc hóa, đó là miêu tả chân thực, hình ảnh gần gũi với lại làng quê, ngôn ngữ thì thuần nôm, từ lấy thì gợi tả, động vật eo tài tình, có nghĩa là gieo vần eo một cách tài tình. Vừa rồi là cô và các bạn cũng đã tìm hiểu xong cái bài thơ Câu cá mùa thu, Thu điếu của Nguyễn Khuyến. Tiết học ngày hôm nay cô hy vọng là các bạn sẽ nắm một phần nào đó về cái cảnh thiên nhiên của làng quê Việt Nam, đồng thời qua đó cũng thấy được cái tâm trạng của chính tác giả. Các bạn sẽ ghi chép bài đầy đủ. Và kết thúc buổi học ngày hôm nay, cô chúc tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe.